Đấy, bên em thì có rất là nhiều dòng xe đây. Anh chị có thể theo dõi cùng em để xem những chiếc xe đang có sẵn bên em nhé. Lincender 2021 màu đen. Đấy, chạy 70.000 cây thì em đang bán là 999 triệu. Cross G 2021 em đang bán là 668 nhá. Fortuner xăng 2 cầu 2022 em bán 1.088. Hay là những chiếc xe Toyota Fortuner Lincender 2021 này. Trên tỷ 1 anh chị nhá. Kia Sirena đời 2020 đây. 899 triệu anh chị ạ. Anh có sale tốt trắng không? Anh chị Phương à, ngơi em chưa, hiện tại chưa có anh ạ. Em gửi em con máy dầu 2 cầu. Máy dầu 2 cầu thì em có chiếc Lincender này, tí nữa em sẽ gửi đầy đủ thông tin cho anh nhá. Đấy. Đây là chiếc Tucson phiên bản ATH 2021 2020 em bán là 715 này. Sorento đời 2017 nhá. Sorento 2017 bản full xăng em bán là 498 này. CX5 đời 2017 màu đỏ em có nhá. CX5 đời 2017 màu đỏ em bán là 575. Santa Fe máy xăng máy dầu em có sẵn đời cao nhá. 2022 form dáng model mới cực kỳ đẹp luôn anh trai ơi. Đấy, anh chị nào quan tâm những chiếc xe Santa Fe bản form mới đấy thì em có hai chiếc nhá, máy dầu máy xăng đang sẵn có nhá. Kia Sorento đời 2017 đây anh chị nhá. Đấy, và những chiếc xe Mazda CX-5 đời 2017 em bán 555 triệu này. Đấy, con này tuy nhiên chạy hơn con kia một vài 2-3 vạn cây số, 2-3 vạn cây số. Tucson 2021 này, bản ATH đời 2021 thì em bán 755 triệu. Hay là những mẫu xe CX-5 đời 2019 em bán là 699 triệu anh chị ơi. Và những xe Toyota Cross bản NV 2021 em bán là 758 nhá. Lắc A 2021 em bán là 578 này. VinFast Lắc A 21 578. Hay là những mẫu xe Ford Ranger XNS số sàn đời 2017 anh chị nhá, 398 triệu cho chiếc xe này. Đấy, máy dầu 2 cầu thì em còn chiếc Lincender thôi anh ơi, trên 1 đồng mốt anh ạ. Hay là những chiếc Kia Sirena 20 máy dầu này em bán 885 này. Chiếc màu trắng 21 này em bán là 938 này. Ford Everest đời 2019 anh chị nhá, 868 anh chị ạ. Kia Sirena 2019 858 đây. Hyundai Kona đời 21 em bán là 558 anh chị nhá. Đấy, bản đặc biệt đấy anh chị ạ. Santa Fe máy xăng phiên bản cao cấp đời 2018 em bán là 699 triệu anh chị ơi. Ford Ranger Wincheck 2021 em đang bán. Chiếc này của em 20, màu cam 2020. Wincheck 2 cầu em đang bán là 699 triệu anh chị nhá. Toyota Yaris G 2021 em đang bán là 595. Fortuner máy dầu số động đời 2019 em bán là 858 anh chị ơi. Đó, anh chị quan tâm những chiếc xe nào thì IB cho em nhá. Hay là những chiếc Bero 2008 này. Đấy, 2008 bản GT9 em bán là 648 anh chị nhá. Chạy hơn 2 vạn thôi, hơn 2 vạn chiếc GT9 này. Và Kia Sirena đời 2021 bản tiêu chuẩn máy dầu thì em đang bán là 898 anh chị nhá. Hay là những chiếc xe là Toyota Innova số sàn đời 2015 em bán 338 nhá. Toyota Fortuner máy dầu số sàn đời 2018 em bán 788 anh chị ạ. Hay những chiếc Toyota Innova số sàn đời 2019 em bán 518 này. Fortuner máy dầu đời 2022 em bán là 999 nhá. Đấy, Toyota Fortuner máy xăng đời 2017 em bán là 699 triệu anh chị ơi. Toyota Camry 2.5Q 2022 em bán là 1.260 anh chị nhá. Hyundai Kona đời 2021 bản ATH em bán là 558 anh chị ạ. Rất là nhiều những chiếc xe đẹp bên em đang có sẵn đây. Anh chị vào yêu mến ủng hộ em, cho em xin một follow một team anh chị nhá. Đấy, bên em đang có rất là nhiều xe đang có sẵn cửa hàng em đây. VinFast Lux A đời 2021 này em bán 578 anh chị nhá, 578 thôi. Giá cả vô cùng phải chăng, hợp lý luôn anh chị ạ. Đấy, anh chị quan tâm những mẫu xe thì có thể liên hệ cho em nhá, để em cập nhật thông tin cho anh chị những chiếc xe đẹp nhất, mới nhất về cửa hàng em luôn. Đấy, thông tin chi tiết những chiếc xe này thì anh chị không phải lo nhá. Đấy, không phải lo những chiếc xe bên em đâu. CX-5 đời 2017 555 triệu này. Tucson 2021 755 triệu nhá. CX-5 đời 19 699 triệu. Đinh Tấn Đạt. Ford có không em? Ford em có chiếc 2019 máy dầu số động nhá. Toyota Cross bản